chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Dung và đây là một cái video rất là đặc biệt khi mà tôi thực hiện cái video ngoài trời và ở ngoài công viên. Và khi mà tôi đang chơi cùng với con thì tôi chợt nhớ ra rằng là rất nhiều bệnh nhân đến với tôi với cái triệu chứng là sau khi bê vác một cái vật nặng đấy và bị đau lưng đột ngột. Đó là một cái triệu chứng đau lưng cấp tính mà trong trường hợp này thì bệnh nhân rất là đau. Nên là trong video này tôi muốn hướng dẫn mọi người về cách làm sao mà chúng ta nhặt đồ và khiêng đồ đúng cách để bảo vệ cuộc sống thắt lưng của chúng ta. Thì các bạn hãy cùng tôi xem cái video này để chúng ta biết cách làm sao để chúng ta nhặt đồ và khiêng đồ đúng cách các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái đồ vật rất là nhẹ như thế này. Ví dụ như tôi sẽ đặt cái đồ này ở dưới đất. Thì chúng ta làm thế nào để nhặt cái vật này lên? Thì đầu tiên là tôi sẽ làm cái tư thế mà chúng ta hay nhặt đồ sai. Và cái tư thế này khi mà các bạn nhặt đồ theo cái tư thế này thì chắc chắn các bạn sẽ bị đau lưng. Đó. Thì cái tư thế đầu tiên là tư thế sai nhé, các bạn đừng có làm theo tư thế này nhé. Thì đầu tiên là cái tư thế đầu tiên, tôi nhặt đồ như thế này, nhặt đồ lên. Thì cái tư thế này ấy thì gần như là tôi đang chỉ dùng lực của lưng và không dùng lực của chân hay bất cứ điều gì cả. Nó dẫn đến là cái cơ cạnh sống của tôi nó bị căng và phải dùng lực quá nhiều dẫn đến tôi sẽ bị đau lưng. Hoặc là cái tư thế mà mọi người có thể nhìn thấy là các bạn hay nhấc đồ và di chuyển quay như thế này. Thì cái tư thế đấy, ví dụ như thế này, nhấc sang đây, hoặc là di chuyển chéo như thế này. Cái tư thế mà vừa cúi vừa xoắn mạnh như thế thì cuộc sống chịu tải rất là nhiều và gây ra đau lưng. Đó. Thì đây là một cái đồ vật nhẹ và tôi sẽ mô tả cái cách mà chúng ta nhặt đồ đúng cách. Đây là một cách mà ở trong bộ môn, nếu mà mọi người có thể theo dõi bộ môn chơi gôn ấy, thì các gôn thủ thông thường sẽ sử dụng cách này để bảo vệ cuộc sống lưng của họ. Thì họ sẽ giảm cái áp lực lên cuộc sống lưng bằng không, bằng cái cách này. Mọi người sẽ cùng theo dõi nhé. Thì nếu như có một điểm tựa thì chúng ta sẽ đặt tay vào đấy để giữ điểm tựa. Hoặc là chúng ta có thể là ở trong cái tư thế như thế này, chúng ta nhặt đồ như này nhé. Đó, chúng ta nhặt đồ lên. Tức là chúng ta đang sử dụng lực của chân và cuộc sống thắt lưng gần như thẳng và gần như không phải sử dụng bất cứ một cái lực gì. Giờ chúng ta có một cái vật nặng thì sao? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn khiêng một vật nặng như thế nào. Đây là đối với vật nhẹ, còn nếu mà một vật nặng thì chúng ta sẽ phải làm sao để bảo vệ cuộc sống thắt lưng của mình. Đây là vật nặng chẳng hạn, thì tôi sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì tôi thấy sai. Rồi các bạn sẽ bê như thế này đúng không? Nhặt vật nặng lên như thế này chắc chắn là sẽ bị đau lưng nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ bê cách bê đúng này. Cách bê đúng thì các bạn sẽ ngồi hẳn xuống, sau đó nhấc vật nặng từ từ lên, dùng lực của chân đẩy lên. Đó, sau đó mà di chuyển cái vật nặng này ra chỗ khác thì các bạn sẽ xoay cả người, không được xoắn mạnh cuộc sống thắt lưng. Xoay cả người và chúng ta sẽ đặt vật nặng xuống như thế này. Đó. Đó, trên đây là những cái cách mà chúng ta khiêng đồ như thế nào cho đúng. Cái cách khiêng đồ sai thì tôi đã mô tả trong cái video này, các bạn hãy tránh những cái tư thế này. Bởi vì sau một cái sai tư thế thì chúng ta có thể bị đau rất là nhiều cuộc sống. Hãy bảo vệ cuộc sống của mình bằng cách khiêng đồ vật đúng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.